Chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ hết đấy. Và con cũng ước nguyện cho mọi người thành A Di Đà Phật. Con cũng nói với nhiều người mà không tin có A Di Đà Phật đấy, con phát nguyện tu thành A Di Đà Phật. À, vâng, hello, chào tất cả mọi người. Và hôm nay tiếp tục lại có một thông tin cực kỳ đặc biệt về thầy Minh Tuệ mọi người ơi. Mọi người biết thông tin gì chưa? Sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8, một điều rất tuyệt vời mà mọi người sắp nghe sau đây chắc chắn rằng ai nghe cũng cảm thấy rất vui. Bởi vì ngày hôm nay á, hai cô mà bán trà đá ở bên ngoài đường lộ, ở bên ngoài đường lộ nhá, không phải là ở trong khu vực mà chốt chặn đâu. Cô nói á, là hôm nay á, thì cũng như mọi ngày, và cô cũng không nghĩ là hôm nay có thể gặp được thầy Minh Tuệ đâu. Bởi vì hai cô đó là không thuộc trong cái khu vực mà thôn Như Xuân, mà không phải là hai cô đó là người dân trong đó cung cấp. Mà sáng ngày hôm nay tầm độ 6 giờ là hai cô đã nhắn tin cho em rồi, và nói rằng là hôm nay có điều đặc biệt Hoàng Sáu ơi, đúng ngày lễ Vu Lan cô đã nhìn thấy thầy. Mọi người biết ở đâu không? Đúng cái chỗ chốt chặn bên trạm điện đó. Thì cô mới nói rằng là trời ơi, cô không tin. Bởi vì là hôm nay á, là cô đi mua đồ ăn sáng, nhưng mà cô không có về. Bởi vì cô, nhà cô này á, thì ở bên trong chợ, trong chợ Vĩnh Phương, mà thẳng cái trạm điện đi dâu ấy, nhà cô cách đó tầm 3 cây. Thế là cô mới đi ra ngoài đầu đường lộ này để đi mua đồ. Thì cô nói rằng là cô đi ra đó thì cũng vẫn như thói quen mọi ngày. Ngày nào cô đi ra đó cô cũng đứng ở đó một lúc, sau đó cô mới về. Thì hôm nay cô đi ra ngoài đường lộ đó, cô cũng đứng ở ngoài đó một lúc, thì cô lại thấy thầy Minh Tuệ, thấy ở một khoảng cách rất xa. Bởi vì từ ngoài đường lộ mà nhìn vô trong cái xóm khu trạm điện đó thì đâu phải là gần đâu. Đó thì cô nói là hôm nay cô đã thấy thầy. Mọi người có cảm nhận được một cái điều rằng là đứng ở bên ngoài đường lộ mà thấy được thầy Minh Tuệ một lần đầu tiên và duy nhất từ hôm thầy Minh Tuệ từ Gia Lai về Nha Trang. Chưa hôm nào cô này nhìn thấy được thầy, nhưng mà hôm nay cô lại nhìn thấy. Thì mọi người thấy có điều đặc biệt không? Thầy nói là hả, cái lúc mà cô nhìn ở ngoài, cô đứng ở ngoài này cô nhìn vô ấy, thì cô không nghĩ là thầy ra. Cô chỉ thấy đông người. Sau đó cô đã đứng lên cái yên của xe máy á, cô đứng lên luôn. Thế là cô mới nhìn vô trong, cô thấy cái y áo của thầy Minh Tuệ và thấy bà con ấy là đứng ở hai bên. Trời ơi, mọi người biết không, cô mừng lắm, cô kể với em mà cô khóc luôn. Cô bảo không biết là hôm nay là cái ngày gì, có phải là một cái điều đặc biệt trong cái lễ Vu Lan không. Mà cô thì cô cũng hôm nay đi chợ sớm cũng vẫn như mọi ngày, nhưng mà chưa hôm nào cô gặp cả. Thì cô này vừa gọi cho em vừa rơi nước mắt và nói rằng là hôm nay cô đứng ở ngoài đầu đường ấy mà cô nhìn thấy thầy Minh Tuệ. Thế là em mới liên hệ với cái chị bán trà đá ở bên trong khu vực thầy đi khất thực. Thì cô ấy lại nói đúng như là cái chị này nói luôn. Đó, cái chị bán trà đá đấy, thì nói đúng như cái cô này nói luôn. Thì chị đã bảo là hôm nay thầy Minh Tuệ đi khất thực ấy là ở bên cái ngã ba. Cái ngã ba mà bên ngoài cái quán tạp hóa của cái anh hôm bữa mà làm từ thiện ấy. Đó, hôm nay là thầy Minh Tuệ đi đến ngã ba, đi qua nhà của anh tạp hóa hôm bữa, và thầy có rẽ phải theo hướng ra đường lộ, theo hướng là chốt chặn. Thảo nào thì cái cô ở ngoài đường mới nhìn thấy. Thì em có hỏi rằng là hôm nay ấy thì thầy đi khất thực mấy nhà hả chị? Thì chị nói là hôm nay thầy đi khất thực hai nhà, và ra cái ngã ba đó thầy đã rẽ phải, và mọi ngày thì thầy đều đi thẳng, và hôm qua thì thầy đi lên lưng núi, nhưng mà hôm nay thầy không đi lên lưng núi nữa mà thầy lại rẽ tay phải để đi ra hướng, cái hướng mà hướng chốt chặn đấy. Thì người dân ở ngoài đường đó là nhiều người nhìn thấy, bởi vì hôm nay là không có ai đứng ngoài nữa, nhưng mà hôm nay có lẽ là một cái hôm đầu tiên mà cái cô này cô nhìn thấy được thầy Minh Tuệ. Thì cô nói là cô nhìn ở rất xa, cách cũng phải hơn 100-200 mét, thì cô không có thấy được rõ về mặt hay là bao nhiêu người, nhưng mà cô thấy là rất đông. Và cô thấy được cái màu y áo màu vàng, màu đen, màu trắng, và cái tướng đi thì cô chắc chắn 100% đó là thầy Minh Tuệ. Trời ơi, nói mà em cảm thấy là em mừng thay cho cô đấy luôn. Bởi vì cô nói là từ hôm mà thầy ra Nha Trang ấy, thì cô lại nghĩ rằng là thầy về đây từ từ rồi gặp, chứ có gì đâu mà vội vàng. Bởi vì cô đó nghe là ngày 17 là thầy đi khất thực ở cái khu vực mà đường lộ ấy, thì các cô cứ nghĩ bảo là chắc hôm sau thầy lại đi. Thế là các cô cứ đợi mãi mà không gặp thầy. Rồi sau này khi mà chốt chặn ấy,
thì đảm bảo an toàn cho thầy á, thì thầy đi ở trong đó không có đi ra ngoài nữa. Thì hôm nay thì cô mới đứng ở ngoài cô nhìn thì cô lại thấy được cái màu y áo của thầy mà em gọi vô trong đó thì đúng cái hướng đi của thầy với tại ngày hôm nay. Đó thì ai ở Vĩnh Phương có thể xác nhận cái thông tin này xem là có chính xác như thế không? Đó thì cái chị bán trà đá ở trong đây có nói với em là hôm nay là cứ tưởng là thầy đi lên cái hướng mà đằng sau núi đó. Thì có mấy cái chị ở trong đó mới nói, trong đó thì em có quen chị bán bánh bao này, chị bán trà đá này, rồi chị bán cà phê này, rồi mấy chị đi hot rác. Đó, toàn là điệp viên 009 của em thôi. Thì mấy chị có nói rằng là ngày nào thì chị cũng đứng ở đấy để đợi thầy. Và hôm nay là cái hướng mà ngày hôm qua thầy đi là bà con mua rất nhiều đồ ăn luôn. Bởi vì hôm nay là lễ Vu Lan nên là bà con mua nhiều lắm, cầm trên tay hoa sen, cầm bánh bao, cầm đủ các thứ đồ chay. Bởi vì hôm nay cũng là một hôm rằm, nhưng là cái hôm rằm đặc biệt của tháng 7. Đó, nên là ở đây là người dân đông lắm. Mấy cô còn nói bảo là hôm nay mấy cái quán bún, quán ăn sáng mà bán đồ mặn ấy, hôm nay đóng cửa luôn, không có bán. Mà hôm nay mấy cái quán, những người bán đồ chay thì lại bán nhiều. Bởi vì hôm nay lễ Vu Lan là ngày 14-15 ấy, thì người ta đâu có bán ăn đồ mặn mấy đâu, người ta ăn chay. Mà đặc biệt thì thầy Minh Tuệ lại đang ở khu vực Vĩnh Phương, Nha Trang. Nên là hầu như là họ cảm thấy họ rất là vui mừng khi mà một trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, trong một cái ngày rằm tháng 7, thì họ lại có nghĩa là họ đang đợi chờ để gặp thầy. Mọi người biết không, sáng ngày hôm nay á, thầy Minh Tuệ cũng vẫn bước đi như mọi khi, nhưng mà thầy đi sớm lắm. Đó, ngày hôm nay thầy đi sớm lắm. Và thầy đi xuống cái khu vực mà ở ngã ba ấy, thầy không có đi lên theo men của chân núi, mà thầy lại đi vòng ra bên tay phải, là ra cái khu vực mà chốt chặn của cái khu vực mà chạm điện. Thì mọi người biết mà, thì ở Vĩnh Phương, Nha Trang ấy thì có hai cái chốt chặn. Một là chốt chặn theo hướng Nghĩa Trang. Nghĩa Trang ấy thì cái hướng đó thì công ty bia miền Trung ấy, công ty bia lớn, nhiều công ty khác. Còn cái khu vực mà chạm điện ấy thì lại người dân đông. Nên là thầy ấy thì thầy lại hay đi cái hướng mà chạm điện. Thì hôm nay thì cái cô này cô mới nói là cô lại đứng ở ngoài đợi thì không thể hiểu được là cô lại gặp được thầy Minh Tuệ. Một cái điều mà cô vừa nói, cô vừa rưng rưng nước mắt. Cô bảo là chưa bao giờ cô nghĩ rằng là cô đứng ở đó cô gặp được thầy cả, bởi vì chả có ai. Đứng ở đó không có ai luôn đâu à. Cô lại nhìn thấy từ xa, trời ơi. Cô bảo cô đảnh lễ từ xa. Cô đảnh lễ từ xa mà cô thấy được thầy. Đi khất thực ở trong đó thì em mới hỏi ra là hóa ra là thầy chỉ đi khất thực 2-3 nhà. Sau đó thầy quay lên. Mọi người biết không? Hôm nay á là thầy quay lên, mà thầy vẫn đi quay lại con đường cũ giống như những ngày trước, và không đi theo hướng chân núi, mà chỉ có một ngày thầy đi theo hướng chân núi, và hôm nay người ở trên đó cũng đợi. Đó, em cũng quen được mấy cô bán trà đá ở trên cái hướng chân núi đó, thì cái chị đó cũng bảo là hôm nay ở trên đấy cũng chuẩn bị cơm và cũng đứng ở đấy đợi. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm qua thầy mới đi xong thì hôm nay các chị lại đợi, nhưng mà các chị lại không may mắn để gặp thầy sáng ngày hôm nay, mà thầy chỉ đi xuống hướng ngã ba đó, cái chỗ mà nhà của anh Tùng á. Đó, và sau đó thầy đã quay lại trở lên. Và thầy xuống, hôm nay thầy xuống chỉ có tầm độ 5-10 phút thôi, thầy quay lên. Mà người dân có nói với em, có gọi cho em luôn. Có nói rằng là trời ơi Hoàng Sáu ơi, hôm nay thì cô vui lắm. Em mới nói là ủa hôm nay sao mà lại vui vậy. Thì chị nói rằng là hôm nay là thầy đi khất thực mà chị được nhìn thấy. Có nghĩa là cái cảm giác mọi người thử tưởng tượng là nhìn thấy tận mắt ấy, thì thực ra là một cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vì đứng ở bên ngay bên cái ngã ba thì nó sát cái nhà của anh Tùng bán tạp hóa đó, thì có cái ngã ba thì thầy mới rẽ ra đó theo cái hướng đường lộ, thì cái người dân ở bên ngoài đó họ nhìn thấy. Mà chị kia có nói rằng lúc đó cũng có 2-3 người đấy, nó không đông, nhưng mà người dân kiểu là mọi người biết mà, người dân họ đi đâu về á, họ cũng bảo là thôi cái giờ này thầy hay đi, hay là họ đứng đợi một chút nhỉ. Thì đấy là cái điều mà rất là may mắn mà cái chị này đã phải gọi cho em. Em mới bảo là ủa sao chị biết số em, thì bảo trời ơi chị theo dõi kênh của em biết mà hôm nay thầy thật là vui, bởi vì chị cũng không nghĩ là hôm nay gặp được thầy. Mà đứng ở bên ngoài nhìn thấy thầy, trời ơi, thầy đi khất thực mà nhìn thấy luôn nhá. Đi vô mà lúc thầy đi vô đứng ở đấy, chị đứng đấy tầm 10 phút. Thì chị nói rằng là lúc đi ra là thấy, lúc đấy bởi vì là cái người thì đông, nhưng mà đứng hai bên chị nhìn thấy, từ ngoài đến nhìn thấy. Thì thầy ôm cái nồi cơm là đầy đồ ăn luôn rồi. Đó thì mọi người thấy không? Mà cái người dân nhá, ở cái khu vực mà đường đi xuống người có nói rằng là hôm nào cũng thế. Thầy quay lên ý, là lúc nào trong nồi cơm cũng đầy đồ ăn. Và thầy còn cho lại, gieo duyên lại cho bà con những chai nước suối hay là những cái phần đồ ăn ấy. Có là thầy nhận vừa đủ rồi, nhưng mà kiểu là người dân họ mến thầy, họ bỏ vô nhiều ấy, thầy nhận. Nhưng mà lúc quay lên ấy thì hữu duyên, thầy vẫn gieo duyên lại. Có hôm ấy thì thầy gieo duyên lại cho mấy cái anh mà đi an ninh đi cùng. Có hôm thì thầy lại đi cho những cái người dân ở gần đó. Có hôm thì lại gieo duyên lại cho thầy Năm.
Đó, nên là bây giờ em nói tất cả mọi người là thầy ở Vĩnh Phương ấy, cực kỳ an toàn. Thấy thầy ở đấy nhưng mà không vô tiếp cận thầy được. Bởi vì sao? Bởi vì cái lực lượng chốt chặn ở ngoài là 24/24, bất kể ngày đêm đêm ngày. Cái lúc thầy đi á, mọi người biết không? Cái chị ở trong đó còn nói với em ấy là có cả flycam ấy, theo dõi trên cao á. Thấy không? Xem là người dân có chụp hình, có quay phim, có đối tượng lạ nào khả nghi không. Chỉ cần một đối tượng lạ đi vô trong đó thôi là đảm bảo sẽ đưa ra ngoài ngay, không có đi vô trong được. Dù là dù với bất cứ cái lý do gì, là người lạ thì mọi người biết rồi, chúng ta đâu thể biết được ai tốt ai xấu. Bây giờ cứ bảo xuống đấy quý mến thầy, chúng ta đâu có thể nào biết được, đúng không? Thanh niên lực lưỡng rồi đấy, gặp thầy làm gì? Thì họ lẻn vào trong đó cái ý đồ là gì thì chúng ta không thể nào mà biết được. Hôm nay thì vẫn như mọi ngày, tầm độ hơn 6 giờ là thầy đã đi bộ từ cái khu vực nhà thầy Năm đi xuống cái khu vực người dân rồi. Thì thầy phải đi tầm độ 6:20 nha. 6:20 thầy rời cấp của thầy Năm, thì đến 6 giờ thầy mới đến cái khu vực chạm điện được. Và tầm 6:10, 6:15 thầy đã quay trở lại cấp của thầy Năm. Và lúc mà thầy bước lên ấy, thì người dân nhá vẫn cầm trên tay những bông hoa sen, vẫn cầm trên tay những cái bọc kim chỉ, cầm trên tay những cái miếng y đủ màu sắc, vẫn cầm những cái hộp xôi, những cái gói bánh, những cái đồ chay, thức ăn chay và rất nhiều những cái đồ ăn khác mà họ muốn rằng là cúng dường cho thầy. Có người thì cầm chai nước suối, kể cả người lớn có, trẻ có, trai có, gái có. Có người thì đảnh lễ ở cái con đường đi này, họ quỳ xuống đường luôn, họ đảnh lễ thầy. Đó, nhưng mà họ vẫn ý thức nha. Cái là họ lúc thầy bước đi là họ đảnh lễ thầy, khi thầy bước qua thì họ vẫn đứng im nhìn theo. Và cái người dân ở đó họ còn nói là khi thầy bước đi rồi không thấy thầy đâu nữa đâu, nhưng mà vẫn cứ tóp 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 đứng ở đó để nhìn theo. Họ vẫn nói, họ bàn tay, ở trời ơi hôm nay thầy vui quá, hôm nay thầy tươi quá, dân mình có phước quá, thầy đã đi khất thực ở khu vực này. Đó, một cái điều rất là vui. Và khi mà em nhận được những nguồn thông tin đó, em cảm thấy rất vui. Bởi vì sao? Bởi vì là cái người dân ấy, họ cũng cảm thấy là an lạc, vui khi mà có thầy đi khất thực. Bởi vì mỗi buổi sáng thầy đều đi, người dân nó đều đợi. Mọi người biết không, sáng ra 4-5 giờ sáng mọi người thấy có thấy ai mà đang 6-7 giờ mới dậy mà tự nhiên thầy về đó đi khất thực thôi. Thầy cũng chả gọi là bảo ai phải dậy sớm, cũng chả bảo ai phải nấu đồ ăn, cũng chả bảo ai phải chuẩn bị cái gì cả, và bảo mọi người là cứ đi lo công việc của mình đi. Thầy đi khất thực thì hữu duyên nhà nào thầy vô nhà đấy, nhưng mà người dân không. Con mến thầy, con kính trọng thầy, con dậy sớm, con nấu đồ ăn chay, biết đâu thầy vô nhà con còn có đồ cúng dường cho thầy. Thầy chỉ có A Di Đà Phật, thầy cười là một cái gì đó rất là hạnh phúc. Em phải nói với tất cả mọi người rằng là người dân ở khu vực đó ngày nào cũng dậy sớm, nhưng mà hôm nay phải gọi là rất là may mắn cho cái cô mà bán bánh mì ở ngoài đường lộ mà nhìn thấy được thầy thông qua cái khu vực chốt chặn. Chị nói rằng là hôm nay chị không có tưởng tượng được mà chị vui, chị cười, chị khóc, chị không đi được luôn. Quý là mọi người có cảm nhận được cái niềm vui không? Quý là mình không nghĩ là mình sẽ thấy thầy, nhưng mình lại thấy thầy. Và mình vui mừng quá, mình không đi nổi xe, mình đứng, mình khóc luôn. Mà gọi điện thoại cho Hoàng Gia TV và nói là thấy thầy trực tiếp. Tuy là ở xa, nhưng mà thực sự là rất may mắn. Em mới cảm nhận được cái sự khát khao của người dân là mong muốn được nhìn thấy thầy Minh Tuệ như thế nào. Đó, hôm nay thầy Minh Tuệ vẫn đi khất thực ở Như Xuân, thôn Như Xuân, thôn Như Xuân 1, Vĩnh Phương. Đó, và cái người dân ở bên ngoài chốt chặn có thể thấy được thầy hôm nay là cái điều rất may mắn. Bởi vì chưa có hôm nào mà thầy cua ra cái hướng đó để người dân đứng ngoài nhìn thấy cả. Chỉ có những cái ngày 18, 19 gì đó là hôm đó thầy có đi cái hướng chạm điện đó 2 ngày, nhưng mà người dân không thấy. Bởi vì thầy đi hướng chạm điện nhưng mà thầy đi ở trong đó thì người dân cũng không thể nào gặp được. Thầy đã đi ở khu vực chạm điện đó là thường xuyên, nhưng mà thầy chỉ đi ở khu vực bên trong thôi, chưa bao giờ thầy rẽ ra cái ngã ba đó cả. Và hôm nay là lần đầu tiên thầy rẽ ra ngã ba để khất thực 2-3 nhà ở ngay cái khu vực đó, thì người dân mới có cơ hội để gặp thầy. Thì đây là một cái điều rất tuyệt vời. Và phải nói với tất cả mọi người nhé, người dân ở đó họ cũng nói rằng là ngày nào mà không gặp thầy á, là họ ăn không ngon luôn. Em nói tất cả mọi người, ủa thế hôm qua vừa gặp rồi, hôm nay không gặp cũng có sao đâu. Chỉ đó là bây giờ thành cái thói quen rồi. Cứ buổi sáng là không cần báo thức, 5 giờ
là đã dậy rồi, có nhà 4 giờ đã dậy rồi, bởi vì dạo này thầy đi sớm nên là người dân cũng phải dậy sớm. Đợt trước là thầy đi 6 giờ là người dân dậy 5 giờ. Bây giờ thầy đi 5 rưỡi họ phải dậy 4 giờ, 4 rưỡi. Bởi vì thực ra là chả có ai bảo ai cả. Người dân họ tự cảm thấy rằng là nếu như mà thầy vô nhà mình ấy, mình lấy cái gì mình cũng nhường cho thầy đấy. Đó, mẹ thì nấu cơm, con thì đi ra chợ. Làm gì quý vị? Đi xem là hôm nay thầy ăn món gì. À, còn có một điều này mọi người biết không? À, hôm qua thì em cũng có gọi là cũng có nói chuyện với cái chị bán chả đá. Thì chị có nói rằng ấy là cái chị mà ở xóm dưới và cái khu vực mà thầy chuẩn bị đến ấy thì có lên hỏi cái nhà mà thầy đi khất thực ngày hôm qua. Có nghĩa là hôm qua thầy đi khất thực nhà nào ấy thì cái người dân đã hỏi đến, họ hỏi và là ủa hôm nay hôm qua thầy đi cũng thầy đi vào nhà chị á thì cũng dường chị cũng dường thầy cái gì đó, thì người đó mới nói là hôm nay cũng dường xôi, chè, bánh bao, chuối. Thì cái người dân đó họ lại về mua những cái đồ khác đi. Trời ơi, em nói mà em nghe mà em giật mình luôn ấy. Có nghĩa là họ còn quan tâm là hôm qua thầy ăn gì để mà ngày mai ấy, chuẩn bị những cái đồ khác đi. Mọi người thấy không? Có nghĩa là đâu có ai bảo đâu. Tự cái nhà đó, tự cái khu vực đó, mọi người thấy không? Thầy đến cái ngã ba đó là cả cái khu vực ngã ba đó là chuẩn bị đồ chay rồi. Và họ cũng hỏi cái nhà hôm qua thì cái thực là hôm qua là ở khu vực này cúng dường cho thầy cái gì. Ví dụ như mà hôm qua có bánh bao rồi, có xôi rồi, có chuối rồi, thì hôm nay em sẽ đi chợ em mua nho, em sẽ mua những cái bún xào chay hay là mua bánh chay, mua cho thầy một trái thơm, hay là mua cho thầy một cái quả đu đủ, hay là mua cho thầy một chùm nho. Có nghĩa là họ đang rất là lo rằng là sợ cái ngày hôm qua thầy ăn cái đó rồi mà hôm nay thầy vô nhà mình lại cúng dường cái đồ đó nữa thì thầy lại ăn cái đồ giống ngày hôm qua thì lại không ngon. Nghĩa là thầy thì không có quan trọng cái gì ngon hay không cả. Thầy cái gì thầy công nhận hết á. Thầy nói mà, một chai nước suối cũng được, một gói mì tôm cũng được, còn không có mì, không có muối, không có gì hết thì cơm chay cũng được, mà không có cơm nhịn đói cũng được. Thầy đâu có quan trọng. Thầy bảo là ăn ấy là chỉ nuôi cái thân này để mà có, để mà tu học theo lời Phật dạy. Chứ thầy đâu có tham, đâu có sân si cái gì đồ ăn ngon, đồ ăn dở nữa. Nên là mọi người mới càng kính trọng và mến mộ cái đức hạnh, cái hạnh mà thầy đang tu 13 hạnh đầu đà. Ai thấy thầy cũng rơi nước mắt, mến mộ thầy vô cùng. Em chỉ mọi người là em đã rất là xúc động khi mà em biết được người dân ấy là ngày hôm nay còn đi hỏi cái nhà hôm qua là thầy đã cúng dường cho thầy cái gì để mà hôm nay cúng dường cái đồ khác. Mọi người biết là người dân lo cho thầy từng tí một, đấy là một cái điều rất tuyệt vời. Cái phước của thầy đến đâu thì cũng lan rộng khắp ở nơi đó. Bà con thì cũng tìm về đó để là làm cái từ thiện, thiện nguyện nhiều hơn, thì giúp được bà con nghèo khó ở khu đó nhiều hơn. Ở đâu cũng vậy thôi mọi người, ở bất cứ đâu cũng có người giàu, người nghèo. Dù cho khu vực đó có giàu như thế nào đi chăng nữa, cũng có những nhà khó khăn. Thì hôm nay thầy đến khu vực đó, thì những cái người mà họ khó khăn đó, họ lại nhận được cái sự trợ giúp của Mạnh Thường Quân, thì đấy cũng là cái công đức vô lượng mà đã ban phước để có thể hữu duyên cho người dân nó cũng nhận được cái phước lành. Rồi hôm nay những người dân đó họ lại chả tiếc chi, khi mà họ cho họ vẫn cảm thấy vui. Chưa bao giờ họ bố thí mà họ lại cảm thấy vui như thế. Họ biết là họ phải mất tiền mua, họ phải mất gạo nấu, nhưng mà họ lại cảm thấy vui. Trong lòng họ cảm thấy vui lắm, bởi vì được cúng dường cho các thầy. Cúng dường các thầy ngày xưa người ta chỉ hiểu rằng là mất tiền mua. Nhưng từ khi có thầy á, chúng ta biết được rằng cách điều tốt đẹp, hồi hướng công đức, phước đức cho gia đình. Thế mọi người thấy rằng là ở đây là tất cả chúng ta là đều mong muốn gặp được thầy, nhìn thấy thầy. Nhưng mà người dân Vĩnh Phương họ lại may mắn được cúng dường cho thầy những bữa ăn. Thì đấy là một cái điều rất tuyệt vời. Và chắc chắn rằng là đấy cũng là cái khoảnh khắc rất là đẹp mà người dân ở Vĩnh Phương mới có được cái điều đó. Mà có thể là sau này thầy cũng sẽ đi nơi khác, nhưng mà cũng chưa biết được. Có thể là sau này thì thầy sẽ về khu vực Gia Lai. Bởi vì mọi người biết rằng là trong 2-3 ngày hôm nay ấy, thì ở khu vực Gia Lai ấy, thì bà con cũng tìm về rất nhiều.
bà con cũng tìm về đó để mong muốn hữu duyên là thăm cái nơi mà thầy đã từng ẩn tu. Dù biết rằng là thầy bây giờ vẫn đang ở Nha Trang, nhưng người dân họ vẫn muốn về đó, họ thăm ba mẹ thầy, rồi thăm cái nơi mà thầy tu tập. Họ vẫn nói rằng là đây là cái ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam, đây là cái nơi mà nghèo nhất Việt Nam, bởi vì nó có cái gì đâu, xuống nó chỉ có cái vách thì cũng bằng tôn, mái bằng tôn, xung quanh ba cây gỗ, nó có cái gì đâu. Nếu làm cái khu đó vài trăm ngàn, mọi người có thấy một cái nơi nào mà gọi là người ta mệnh danh là cái nơi nghèo nhất Việt Nam mà lại nhiều người tìm về, nhiều người tìm đến, nhiều người quan tâm bà con đến thăm nhiều như vậy không? Đấy là một cái điều mà thầy Minh Tuệ gọi là cái phước đức, cái ngài mà đã tỏa sáng ấy. Đến một cái ngày nào đó mà cái sự tỏa sáng của thầy đã lan rộng khắp nơi, để bà con ấy biết được cái con đường đâu là con đường chính, đâu là con đường tà, đâu là cái người tu tập thực tế và đâu là giả sư, đâu là cái người mà cúng dường nhiều, phước nhiều. Còn thầy vẫn nói mà, thầy vẫn khuyên tất cả mọi người ấy là nên giữ giới, ăn chay, không sát sanh, giữ năm giới, tám giới thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Chứ thầy không bảo mọi người là phải cúng dường nhiều là phước nhiều đâu. Đâu như cái ông gọi là cúng dường nhiều phước nhiều nói là đến hả, đến ông Phật ở chùa ấy, linh hơn ông Phật ở nhà. Ông Phật ở nhà không linh. Mà mọi người biết Phật Thích Ca Mâu Ni là ở đâu thờ thì cũng đặt trở như nhau. Ý của ông ấy nói là đến chùa cúng dường nhiều phước nó mới có. Ông còn ví dụ nếu như một người bị cái khối u đó, đến chùa cúng một năm là khỏi rồi, nhưng mà ở nhà cúng 3 năm. Một cái ví dụ đó vô lý. Ở đâu ra mà ra chùa cúng Phật linh hơn, ở nhà cúng Phật không linh? Thế hóa ra hai ông Phật khác nhau à? Đó, thế mà vẫn có nhiều người nghe. Rồi đến cái bằng cấp cũng giả tạo. Nhiều người hỏi mà ủa, cái bằng cấp quan trọng gì? Nhiều người cũng có bằng cấp đâu. Rồi cha mẹ chúng ta có bằng cấp không? Cha mẹ chúng ta không có bằng cấp, nhưng mà không đi lừa đảo bá tánh, không đi lừa gạt người dân, không để đem cái bằng đó đi để mà học cái này học cái kia để lừa hết lần này đến lần kia rồi cúng dường nhiều phước nhiều, đúng chưa? Người ta không làm như thế. Mà đặc biệt lại là cái người tu hành mà đi nói dối thì làm sao tu, đúng không? Và hôm nay thầy Minh Tuệ xuất hiện, chúng ta mới thấy được đâu là bậc chân tu và đâu là bậc tu tiền. Tu thầy chùa mang danh là tu hành pháp cao, lý luận giỏi, nhưng mà vẫn tham sân si thì làm sao tu, làm sao dạy được ai? Dạy đệ tử mà vẫn cứ đi dạy người ta cách sân si thì làm sao mà dạy, đúng không? Nên là khi chúng ta biết thầy Minh Tuệ, chúng ta mới biết được cái sự tốt đẹp, hoan hỷ, nên là những cái điều tốt đẹp đến với nhau nhiều hơn. Mọi người bớt tham sân si, nó chúng ta mong những cái điều tốt đẹp, hồi hướng công đức, biết cho đi để nhận những cái điều tốt đẹp hơn. Nên là ngày hôm nay mà khi mà chia sẻ đến với tất cả mọi người những cái thông tin này thì chắc chắn ai cũng cảm thấy rất là vui. Bởi vì thứ nhất là vui vì người dân ở đó vẫn gặp thầy, và vui tiếp theo là những cái bà con ở khu vực ngoài cũng được nhìn thấy thầy. Thì đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Thì cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả là khi xem được cái video của em thì mọi người cũng cảm thấy rất là vui trong ngày hôm nay, biết được thầy vẫn khỏe mạnh, bình an, đi khất thực rất là vui. Ai mà gặp thầy trực tiếp rồi chúng ta mới cảm nhận được, nhìn vào ánh mắt của thầy rất là sáng, thầy bước đi rất nhanh và mặt thầy lúc nào cũng rạng ngời. Một cái niềm vui giống như thầy thấu hiểu được cái nỗi khổ của bà con, thầy cười với cái lòng từ bi. Phật từ bi mà, từ bi với bất cứ một ai, bất cứ một sinh vật nào, đó, thầy đều từ bi. Đấy là một cái điều mà chúng ta học được cái điều tốt đẹp, chứ không phải là học được cái tham sân si, mọi người ạ. Rồi, em sẽ dừng video ở đây. Quý vị khán giả khi xem, mọi người đừng quên like, bình luận, đăng ký kênh để theo dõi những cái nội dung mới nhất, quý vị nha. Rồi, chào tất cả mọi người.